Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang xem kênh Thì sáng hôm nay, sáng hôm nay là thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2024 Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thành giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận Cho quý bà con, quý cô bác, quý anh chị và các bạn cùng tham khảo Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần Mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh quý bà con, quý quát, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. kính thưa quý bà con, quý anh chị và các bạn thì thần giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng trong thời gian khoảng một hai ngày trở lại đây thì giá biến động nhẹ. Thanh long ruột đỏ hiện nay thì đang có chiều hướng đang tăng nếu mà con. Long ruột đỏ khu vực miền tây thì loại một dao động ở mức từ 32 mươi hai nghìn, loại hai dao động ở mức từ 28 mươi tám nghìn, loại ba là 23 mươi ba nghìn, loại bốn thì dao động ở mức từ 18 tám Hàng đẹp của thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền tây thì dao động ở mức từ 9.000 đến 10.000 đồng/kg, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vườn nhé mọi con. Còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng/kg. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền tây thì giá tiếp tục ổn định ở mức cũng khá cao. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền tây thì hàng đẹp dao động ở mức từ 19.000 đến 21.000 hàng sàn dao động ở mức từ 17.000 đến 19.000 hàng giạc của thanh long ruột đỏ hù trắng hiện nay thì cũng dao động ở mức từ 8.000 9.000 giá cũng rất là cao tiếp theo là thành giá thanh long ruột trắng ở khu vực bình thuận thanh long ruột trắng khu vực bình thuận hiện nay thì hàng đẹp dao động ở mức từ 19.000 từ 18.000 19.000 20 hàng sàn dao động từ 16.000 17.000 18.000 hàng giạc hiện nay ở khu vực uh, thanh long ruột trắng ở khu vực bình thuận thì dao động ở mức từ 8.000 đến 9.000 giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận. Thì loại 1 dao động ở mức từ 29 đến 30, loại 2 dao động ở mức từ 25 000 loại 3 dao động ở mức từ 20. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng giạt dao động ở mức từ 9 000 đến 10 000 đồng ký. Đây là tình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Giá này là giá thương lái thu mua tại giữa, còn thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng ký tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn và